ប៉ុន្តែវីដេអូវិញ្ញាសាបន្តទៀតដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូនឹងបន្តធ្វើវីដេអូវិញ្ញាសាទីប្រាំពីរទៅលើវិញ្ញាសាដែលបានប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ2015យើងមកចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានទស្សនាបាទហើយមុននឹងឈានចូលដល់វិញ្ញាសាក៏យើងសូមរំលឹកដែរថាការប្រឡងបាក់ឌុបរបស់យើងគឺចេះតែរំកិលទៅមុខហើយពេលវេលាគឺមិនយូរទេណាមិនយូរទៀតទេហើយបងប
bà miền phong phaôn môi chấm nuôn có mình tuần miền sa mặt phim cà lòng đai để sao ta khoa mồi than bị mồi mờ cột sau những tới hơi nè khác có kịch hà clone anh lòng riêng mình phục cai có bạn thực chất không ca không riêng nè là hốt đo mình đai mình đau rồi ca sắc xa bao nhiêu những can tài thu rồi lông tới thu rồi lông tới nè hơi là hốt đo trong năm đo thay lòng nơi thay mình miền sa mặt phim cà lòng tì hai mong không chất trời ta châu rung cao bà lô bởi nè vì chỉ trường trâm trời để dương trời ta châu rung cao bà lô vấn tài lực lưu chưa tham miên tại bà ôn khuôn ánh tí tự đăng thạc khuôn ánh nâng phục cài ở với hai mình trẻ vầy và mình trẻ vầy chân trọng trong lực na sau ý mục chiều vầy để dương sau ý đôi lực lưu lực môn môn chân tham bà dương sau ý nhưng tôi không bằng năng ở bàn tràn nế tôi không thư vi ở bàn tràn và tôi tam để ai thư tự bàn và con đã tháp ôn khá quát mình chết tới quát khóm hay nơi ta mình chết tiết vừa quát năng bạc thực chất hay quát chụp khóm chụp phơ bì nế chân sừng khâm tháp ôn bộ ôn ốc nha nâng ập chi diêm nế mà cung lực thực chất ở miền cạp chi diêm mình tố đâm bây bùng răng nơi xa mặt phiếp dương mình thay một tiền nế chân cạp bùng răng xa mặt phiếp dương cư chứa rừng mùi xa mặt khăn này mà hay xa mặt phiếp nô vì cạt lang đại khuôn anh phong cạt lang đại ca tờ riêng cho mùi lực này cựu bỏ dương phong chúng ta riêng là khuôn anh bọn bọn trời tại ảnh vật phương mà hạt ở bàn tràn và promo ai cái xa ở bàn tràn như một đồng bày riêng nế mà không bằng phương mà hạt ở tràn ảnh vật an ở bàn tràn sẽ đạp ở bàn tràn đồng bày ở dưới miền sử mặt tập hiệp và chỉ thôi mặt đá cứ dư không bình tập bốn vì mình sợ chê mình sợ bật cái tay bàn tay bởi dương chỉ dìm dù dù tớ bà dương nâng chê dương ai phương việc bàn chúng lại nào với những cú xâm rộp xâm rùa ở trong lời mình lại nạc lấy giờ tập bị quân lực xâm khăn nhưng mà mới nó dương đừng á chạp chạm nét dương ách dụ bàn và chẳng một chia nạc xoay và ôn tới không một chia nâng ở bàn tràn cũng rừng ở nâng ở bàn tràn và nạc lạc và cái bây mục cư và cái miên mà mục xoay chả mà mục xoay có ai thua dương nó mà ai thật tụ bàn thì tích là ô bàn đài ui hoa dương trong bàn ấy và cái nứt rút kì mì dương vô cái tầng ở bàn tay chi vẹn dương xoay chẳng cái sau mà mục nâng cao nào vì tiên ra hốt đo mục chuyên nâng đo xe đề rửa đo nít tế đề rửa ớ thù ai phần tụ ruông bao nhiêu mình ách bàn nít tế ấy bàn thì thụ bây mục chiếc xe bàn ấy từng ọc ở đâu nên áo tài mục chiếc mùi nâng việc lệ tiếp bằng phát nó cứ dương mình ách tụ bàn ấy lại chẳng hai bốn phố ôn ọc nê trai tài bây giặt sẽ bốn phố ôn ở miền sử mặt thì phù hói lừa cực mục chiếc bàn tài miền mục sau ý chẳng á dương trời không ạc sau nó bàn ở bàn khăn lạc nên bây giờ nít tế lộ ở bàn và năng lực của đám nhà phần nâng hay nhưng chạm hạp về lý cho ta cần thêm một hỏi nhé mà lời cũng ai khát với dương mà mơ vì nghĩa xa tìm bật tại mặt đồ lời dương mà đọc nghĩa xa tìm bật hỏi cứ bật lòng sinh nhạc bắt chung sắc xa tụ dạp phốm và xa mai bật lòng hư thay phẩy bốn xây hạ bị bọn đập rạm nhé và chiếm nghĩa xa để bàn bật lòng cao bị bọn đập rạm và lực lưu dọc mơ phụ cạp bằng hành chung bọn phổ và xâm nô tìm mùi và rõ mang mùi bàn bà mùi phần tục tập này xâm khăn nây bà bọn phá sát sát chẳng có miền ở vầy khá chứ nét bà này xâm khăn nây bà bọn phá sát sát chẳng có miền ở vầy khá xâm nô rõ mang bí bàn bà bây phần tục đôi mà đếch đại hạ thà phần lọc chi và hà vĩ nhiên cho điệp rõ bí tí tăng nây rô chiết tiệm bốn rõ bọ ảnh đạt và rõ mang bây bà bọn phần tục miền bây xâm nô tìm mùi cho sổ xe rô phần môn tù tư rõ bọ acid amine xâm nô tí bì kì á ra đi kà lê nê á xịt nê bà phết á lãn nín xê trê xê hạp bấy nâng ra đi kà lê nê á xịt nê bà phết xê rín cứ trê xê hạp bì ô hạ và
គេឲ្យយើងចូលសរសេរបាទរូបមន្តគីមីនៃអាស៊ីតអាមីណេទាំង2ទី3ណាចូលសរសេររូបមន្តឌីប៉ាប់ទីតដែលកើតពីអាស៊ីតអាមីណេទាំង2ខាងលើនេះបាទរូបមន្តឌីប៉ាប់ទីតបាទរមាំងទី4យើងបាន9ពិន្ទុតើផូស៊ីលជាអ្វីណាការកកើតផូស៊ីលមានប៉ុន្មានរបៀបអ្វីខ្លះបាទយើងបាន9ពិន្ទុណាបាទរមាំងទី5 9ពិន្ទុដែរហេតុអ្វីបានជាគេថាក្រពះនិងពោះវៀនតូចជាក្រពេញអង្គដូក្រីនបាទរមាំងទី6ជាលំហាត់ទទួលបាន14ពិន្ទុបាទសែន1មានផលបូកនុយខ្លីអូទីតប្រភេទ A នឹង T ស្មើ 25% អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងណាផលបូក A T មានន័យថា A បូក T ស្មើ 25អញ្ចឹងតាមគោលការណ៍អំពេញបាស់គឺ A ហើយ T គឺវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាបូកបានណា A បូក T បាន 2A ក៏បាន 2T ក៏បានស្មើ 25 អញ្ចឹង 2A ស្មើ 25 យើងទាញរក A ទៅស្មើ 12 កន្លះណា 12.5% ហើយនៃនុយទីតសរុបហើយសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនសរុបគឺត្រង់នេះបាទលោកគ្រូសូមបដូរបន្តិចកាលនេះគឺ87ប៉ុណ្ណាបាទ1287ទីកណាគណនាចំនួននុយក្លីអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនបាទណាគណនាចំនួននុយទីតប្រភេទមួយរបស់សែនរមាំងទី7បាន20ពិន្ទុបាទច្រើនណាសែនមួយមាននុយសរុប14400បាទ14400សំណួរករកប្រវែងសែនគិតជាមីក្រូម៉ែត្រណាបាទមិនពិបាកទេប៉ុណ្ណារូបមន្ត L ស្មើ M លើ2គុណ0.34ទៅគណនាចំនួនអាស៊ីតណេនៅក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនដែលសំយោគចេញពីសែននេះបាទកើគណនាល្បឿនរីបូសូមបើគេដឹងថារីបូសូមបំលាស់ទីពីដើមម៉ូលេគុល RNAរហូតដល់ចុងម៉ូលេគុល RNA ប្រើរយៈពេល80នាទីបាទអញ្ចឹងល្បឿនរីបូសូមយើងប្រើរូបមន្ត V ស្មើ L RNA ចែកឲ្យតេអញ្ចឹងល្បឿន RNA ស្មើ L RNA ប្រវែង RNA ណាប្រវែង RNA យើងរកឃើញតាមប្រវែងសែនណាគឺវាស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសាទី7ដែលជាវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2015ណាឥឡូវយើងទៅមើលកំណែទាំងអស់គ្នាបាទបាទចម្លើយនៃវិញ្ញាសាទី7រមាំងទី1គេសួរផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វចង្កងមានអ្វីខ្លះនេះអញ្ចឹងផ្នែកសំខាន់នៃប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ុណ្ណានៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វចង្កងមាន2គឺមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទនិងបរិមណ្ឌលប្រសាទអញ្ចឹងមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមានខួរក្បាលនិងខួរចង្កងខ្ញុំប្រាប់គេបន្តិចចឹងទៅបាទចំណែកបរិមណ្ឌលប្រសាទមានសរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនំបាទនឹងសរសៃប្រសាទចលករឬបងថាមានសរសៃមានផ្លូវប្រសាទញាប់និងផ្លូវប្រសាទចលករឬបរិមណ្ឌលប្រសាទមានសរសៃប្រសាទលាក្បាលនិងសរសៃប្រសាទអង្គណោបាទនឹងសត្វតែជាចម្លើយត្រូវដូចគ្នាបាទរមាំងទី2នេះរមាំង2 8ពិន្ទុពន្លកជីវហាវិញ្ញាណបាទជាថ្មូលវិញ្ញាណរសជាតិបាទជាថ្មូលវិញ្ញាណរសជាតិនេះចម្លើយយ៉ាងខ្លីគឺត្រូវដែរត្រូវដូចគ្នាឬជាថ្មូលវិញ្ញាណគីមីដែលរស់ទៅនឹងរសជាតិអញ្ចឹងយាយឆ្លើយអានពីរបៀបជាថ្មូលវិញ្ញាណរសជាតិក៏បានជាថ្មូលវិញ្ញាណគីមីដែលរស់នឹងរសជាតិក៏បានបាទក្នុងហ្នឹងមាន2សំណួរប៉ុណ្ណាក្នុងរមាំង2ហ្នឹងបាទមួយតង់ទៀតបាទមួយកំណាត់សំណួរទៀតគឺទីតាំងនៃរសជាតិទាំង4របស់អណ្ដាតទី1គឺរសជាតិផ្អែមបាទរសជាតិផ្អែមនេះស្ថិតនៅផ្នែកចុងនៃអណ្ដាតផ្នែកខាងចុងនៃអណ្ដាតទី2រសជាតិប្រៃបាទស្ថិតនៅផ្នែកចំហៀងសងខាងនៃអណ្ដាតចំហៀងសងខាងនៃអណ្ដាតគឺផ្នែកខាងមុខណាសងខាងតែផ្នែកខាងមុខបាទរសជាតិជូរស្ថិតនៅផ្នែកចំហៀងសងខាងនៃអណ្ដាតដែរតែផ្នែកបន្ទាប់បាទរសជាតិល្វីងស្ថិតនៅផ្នែកគល់នៃអណ្ដាតណារសជាតិល្វីងស្ថិតនៅផ្នែកគល់នៃអណ្ដាតបាទនេះគឺលោកគ្រូមិនបាននេះទេគឺលោកគ្រូសេយតែម្ដងអញ្ចឹងសំណួរទី1នេះគឺគេឲ្យទៅសេរូបមន្តទូទៅបាទណារូបមន្តទូទៅស៊ីណេនេះគឺ H2N CH COH និង R ហ្នឹងរូបមន្តទូទៅណាបាទសំណួរទី2ឲ្យសេរូបមន្តស៊ីណេនីមួយៗបាទណាបាទគឺយើងគ្រាន់តែអីគេឲ្យ radical R ឲ្យហើយបាទណាបងគាត់ណាដក R ហ្នឹងចេញទៅហើយយើងដាក់ radical ចូលនេះ H2N CH COH
hay air bởi dương này air này trở bàn phát đấu dương dương mặt đạn này đã xe hạ bởi radical alanin cho xin này khai cho xin này và phê alanin mùi này cứ xin này bà mùi tiết hỏi cứ ân hạt bị ấn xe hạt xe ô hạ lại này cứ radical air bằng ta là dương phát đấu hỏi đòi xe rin và xe hạ bị ô hạ chia radical xin này xe rin nếu cái air môn nấp của nó lưu như xa dựng mà nhận cái radical air màu nhưng còn đặt air chốt đặt xe rin chốt trong nội air tới chia cắt sạch và nó chia rụp môn đi bập tịt và nó thì bây giờ xây rụp môn đi bập tịt rồi bây giờ xin này bì chân cái lãnh này bọn nó cứ ăn hạt bí hạt bí ấn và xây hát xây ổ cái lãnh này xây ổ anh ấy e này mà nhưng giờ nó mà vinh mà nếp bọn nó và giờ xin này đi mà vinh máu này bắt tay dừng xây tạ đi bập tịt đi chân đi bập tịt ở xin này tìm mùi này thôi bạn bắt đá chạy bắt đá ổ hạt này chân nhé nè và việc bắt đá ổ hạt này chân nhé và bắt đầu hạ chân thì chắc sau là xe ô đây nè và nè chúng ta xin này tí pi à xin này tí pi nè bọn em về miền thôi mà nó về miền hạ pi nè hạ pi ở lâu việc bắt đầu hạ mùi chân nhầy chân là sao là hạ ân đề bọn em mà chân là những xe ô chụp đời trong lòng bập tít hạ ân mà hạ ân hydrogen nâng là dụt và hai máu xe hạ và radical serin hay nâng xe ô hạ hay màu nè nó hạ thả bà rụp vào môn đi bập tít đời bọn em dự tự xe bạch nâng nè bà toàn và hai sân nô tì bay nè bà nô tì bay cứ bà buồn bình tục fossil chìa vây nè fossil chìa nam rư sân non này phía bà rút chùm non đám để bàn mà xoay tục được không thơ mô bà chìa dù mọc hào bà nè mà xoay tục được không thơ mô ở dạp về chìa dù bà ní cứ bà sân nô bình tục bà nè cái lại ní sân nô bình tục tiết bà ní được rút xong lục chánh chân dừng bà nó sân nô bình tiết nè bà những cái cao của các fossil miền bay được biếp thì mỗi cứ đầm nào khai chuyển thamó thì bây cứ bùm cao nâng bùm nông nâng thì bây cứ cao để xa tốc xa biến cao tiền mù nét là cửa một bàn hiệp rô tì nét là như đã tập bay nâng màu chân đầm nào khai chuyển thamó mình ấy thà xa biến cao nâng slap bà ở phía chán cư nó lưu cục bà nó lưu cục tới nâng nông rung nông an nông mình chẳng tới có miền cầm tích công ty sẽ là rưu cầu thu ly độ thamó chẳng tới vì khớp nó đọc lưu xa biến cài hay thử ơi xa biến cài nắng dù tới vì lưu hơi bằng xo nơi ta chìa công tích sẽ là thamo đài chuộp lưu rụp riêng cài bằng tay vì miền rụp riêng chìa phía vụ đôi phía vụ đại bàn xa lạp chẳng đài nế lẽ cả nạ đôi chấm lạc liên rồi có chấm lạc lột chẳng áp của nát mà đọc bếp bùm cài thì cứ như vậy ẩm phí xa biến cài đại bàn xa lạp hơi thật lẽ thật nông bạc băng rực bạc xa mọt chẳng tới và bọn tay trợ bàn cầm tích cầm tì tam cho rõn tật nâng hồ tới việc cực đọc lưu xa sọc tình đồn tình đó thôi xa sọc rồi lùi bằng xo nơi tại bùm bọn ấy bằng xo tại bùm cao tì bùm cao chìa nam đại dương khơi nhầm bì rụp riêng phía vô nâng bọn ấy mà trong này bùm khăn nông có chẳng đáy bùm khăn nông mình này thà xa sọc bàn ngọp hói mà hỏi trợ bàn cầm tích cầm tì cầm tích cầm nò rồi có thu lý nâng vì hồ châu tự bằng pinh được nông xâm bộ này xa phía cài nế xâm bộ này xa phía cài và đôi chọn để ấy chẳng chẳng là bê đã sạch hàng nông vì khâu chữ có rồi lúi cầm tích cầm tí đầy thu mòi nâng vì châu được nông xâm bộ nâng xâm bộ nâng tích bằng tình đó ví dụ xâm bộ hàng khai vì rồi lúi ốc vì bằng xa nơi rụp riêng chọn nâng chuyện đồng thu mò tầm đó nế bà ai ca đã xa tốc xa bên cài tiếng mô chỉ tụ tới cái phía vô rút đặc bàn sạp nó nằm bọn ta có nông ta có cho nên nó ăn không ta có xa sọc ọt rồi lùi tì bởi nét vì nơi rụp riêng là o xa thò mà đà và xa sọc nơi thò mà đá nơi lõ để dương ách mơ khơi chuộp nơi lưu tiếng ta có bằng tay phía vô rút đặc bàn ngọp hả nó có chỉ ca đã xa tốc xa bên cài tiếng mô nét mình này tham bằng miệng bắt ở vầy à xong bây tài rô mà chẳng ăn á bà nơi từng ở đôi khá mông tật cọ chẳng đại vì sạp nơi lơ nông tật cọ nơi được là anh viên tật cọ chẳng tới chẳng tật cọ nó việc cọp đọc cái toàn hợp hiệp tới chạy bóng phọt là bị tiếp bóng phọt chẳng tới việc phương ai riêng cài rồi bọc hiệp rùa nó cứ nơi lọ nét bà đi dạ phì là chỉ dù chắc nằm chẳng hãy như cầm nọt hà vị trí phô xìl bà ở mang tí buôn ít phạm buôn phần tục đài bàn kia kia thà cực phía nâng phụ viên tàu chìa cực bình ổng đồ kín bì bù tí mũi kì cực phía bà lật ở môn cà strin nế phụ nhu cho miền rùm hôn này rùa cực phía và hai mũi tiết phụ viên tàu bà lật cư ổ môn xây kê tín nế phụ nhu cho miền rùm hôn này rùa lùm bề
bà chân cọp bè năng phục viên tối có miền mộc như chỉ cọp bính ông đốc kinh đài bữa nay đã sang cọp bè phật động môn gastrin ai phục viên tối cứ phật động môn secretin bà chân ở nơi khnông vinh như sa ti bẩm pel nè đại chi vinh như sa prolong sinh nhạc bật mà chung sắc xa tu diệp hôm cho năm pi pram được bên đi bà lực lượng lượng yêu một bằng hàng phần năng xong mình chọn vì phần năng thế cho đấy bà hơi xong mà chị sai ở phải tốt trong pua không hỗ trợ ông nam mũi đài à mình cũng hỗ trợ lực và chạy cái tê cái đồ chị cao phần dù là thật bị bài từ lời mì riêng chụp bọn phổ tổ ốc này hai lực lượng sinh không tha nè tổ ốc này nâng dâu chạy tục đặc khóm bà khóm riêng đâm bây ca bà lòng bà dương tự tụ bàn à là tập hoa là ồ nét bà chẳng hỏi mình tập bị tha khóm riêng tì của nét từ dương ai tự tụ bàn là tập hoa là ồ nâng bê bà lò bà chẳng vì tổ này chồng lực lượng sông mình chọc bà nâng chó bà xong ốc con cháu nâng xong chồng điệp.